cùng thưởng thức. Duy năng. Các tiểu thư đài cát sang trọng đang ngắm, đang nghe chàng tâm tình trong tiếng nhạc. Còn tôi, một cô gái nghèo hèn tội nghiệp, bị bỏ rơi trong ngõ hẻm hang cùng. Duy năng ơi, duy năng của em ơi, em ước chi em được qua thành cơn gió thơm, xóa lướt môi hồng dần trắng say nồng, hay thành loài hoa lặng âm thầm bên chân anh mến yêu linh lan. Hỡi hỡi người yêu ơi, sao mắt em dư sầu, tóc mây da dưới bơ phờ rụng bay trên má thôn. Linh Lan, Linh Lan kìa, Linh Lan sao mặt em nhợt nhạt vậy? Em vừa mới khóc phải không? Không không không, không có gì đâu. Linh Lan em ơi, lòng anh trước sau không thay đổi. Anh chạy đến đây là để muốn nhìn tận mặt em vui tươi hạnh phúc, rồi anh lại sung sướng ra về. Nhưng anh lại gặp một gương mặt đang héo sầu vì ưu tư lo lắng. Có chuyện gì vậy hả em? Duy năng, anh có biết không, khi cha em hay tin em yêu chàng, yêu cậu con quý của quan tể tướng, thì cha em bảo: hỡi Linh Lan con yêu quý của cha, nếu như con muốn, cha có thể hy sinh thân thế, sự nghiệp, cả sinh mạng của cha, cha cho con tất cả. Nhưng con yêu hầu tước Duy Năng thì điều đó cha không thể nào cho con được. Cha em ghét anh đến thế à? Cha em không ghét anh đâu, nhưng cha em không muốn nhìn thấy con gái yêu của mình phải đau đớn vì trèo cao té nặng. Duy Năng, Duy Năng ơi, lẽ nào anh không hiểu quy quyền của quan tể tướng phụ thân anh, người lúc nào cũng muốn chờ trực ra quy sấm sét trên đầu của dân bần dân lương thiện. Anh biết, nhưng anh nghĩ nếu chúng ta cương quyết sống chết bên nhau thì dù có trở lực nào cũng không ngăn cách được. Không ngăn cách được? Duy Năng ơi, có thật vậy không anh? Hay có lẽ là anh quá đăng rực soi đêm sâu thẳm để quyến rũ gọi mời những cánh thiêu thân lao vào tự thiêu trong lửa nóng. Người ta nói thà được chết như những thiêu thân tâm mình trong ánh sáng, còn hơn sống đau thương âm thầm trong quyệt tối ôi buồn. Em đang sống giữa tình yêu với nhiều rải rất khôn lường, một tình yêu có phải thật là dĩ ngọt hay sao lớp ngọt ngào không ít gì đắng cay. Giờ đôi mình tuy tay vẫn trong tay, song em lại thấy chơi vơi như muôn trùng cách trời.
đành gây bão tố phong ba. Linh Lan, dường như có kẻ nào chia rẽ đôi ta. Không, không đâu Linh Lan à, không ai có thể chia cách được đôi ta đâu. Cha anh, em lo sợ lắm. Cho dù kẻ đó là cha anh, theo anh nghĩ cũng chưa phải là điều đáng cho em lo sợ. Linh Lan ơi, mà đáng sợ chăng là tình yêu mình chưa tuyệt đôi. Linh Lan em ơi, không biển thẳm núi cao nào ngăn cách được khi đôi mình đã dưng lòng vượt biển trèo non. Đừng buồn nữa cho môi nhạt màu son, cho lệ tham làm mờ phai màu xanh trong mắt. Anh vẫn trọn thề thủy chung son sắc dịu em qua ngàn dòng tố gai trong. Anh nguyện sẽ bắt rồng thiên đưa em bay cao lên cõi trời mơ. Có lửa đỏ mây rõ vàng cao tuổi, có dài dạng tuyết sương mới hiểu dạ ba tòng. Anh Duy Năng, em yêu anh bằng tất cả máu tim và hơi thở tình yêu khác sống trọn đời mình. Những sức yêu mềm của một cô gái đã khiến lo âu làm cho em thành tê dại. Linh Lan, không ai có thể phá vỡ bản hòa ấm đồng điệu ái ân trong trái tim của chúng ta được. Duy Năng ơi, dù có nói sao hiện giờ lòng em cũng khó mà yên tình. Vì trên đầu sao mà đôi ta đang lơ lửng một lưỡi gươm treo. Anh sẽ thay em mà nhận hết mọi thương đau, và sẽ vì em mà cạn tay số mình. Người ta chỉ ngắm vào em mà xuống tay cay nghiệt chia rẽ đôi ta, mỗi đứa một phương trời. Sắc hồng tình yêu sẽ không còn nữa anh ơi, thay vào đó là nỗi xám buồn màu giông. Em quằn quại giữa những đau thương vừa hé lộ và ôm ấp niềm đau khổ của riêng mình. Linh Lan em. Dạ chào bác. À, ngài hầu tước đó. Chà, hôm nay có việc chi trọng đại mà ngài hầu tước quá bộ đến nhà của kẻ bần dân này vậy chứ? Dạ thưa. Thôi, xin hầu tước đừng có thưa gửi gì hết. Kẻ hèn này thật vô cùng cảm tạ cái ý cái tình của hầu tước. Nhưng xin ngài hầu tước hãy vui lòng quay về giữa đại dinh tể tướng cao sang. Đừng để túc đều đây sụp đổ quan tàn, bởi khi tể tướng đã bị phẫn nộ sấm sét tàn thương giáng xuống gia đình này, chồng vợ cha con tôi làm sao đủ sức đương đầu. Dạ thưa bác cháu. Thôi bác vì tôi, cháu vì ông, xin hầu tước tha cho danh xưng thân thiện. Xưa nay hầu tước nổi danh ăn nói rất hùng hồn, dạ sao tôi bỗng nhiên hầu tước ấp a ấp úng như chẳng còn hồn vậy. Dạ thưa cháu nghẹn tiếng mở lời vì con nặng tình yêu. Tình yêu mà hầu tước yêu ai mới được. Dạ con yêu. Yêu ai? Yêu đó. Yêu tôi hả? Tôi thì làm sao mà ngài yêu được. Mà dầu ngài có yêu được thì tôi cũng gian ngài. Gian ngài hãy nghe tôi mà bước ra khỏi nhà này. Dạ thưa, dạ thưa bác. Dân chào bác. Linh Lan, con sẽ không bao giờ quên được Duy Năng. Ôi mật ngọt tình yêu đã quyến rũ con tôi mà. Thôi im hết đi. Có thằng cha quốc động lý của tể tướng tới kìa. Vào trong đi con. Dạ. Dạ, kính chào ông Động Lý. Chúng tôi vui mừng được gặp ông. Vui mừng gặp được tôi à? Kẻ vui mừng là tôi mới phải chứ. Ở nơi mà dĩ quý tộc đã bước chân tới thì kẻ soàn xỉnh như tôi đang kể vào đâu. Thưa ông Động Lý, xin ông đừng nói thế.
Dầu ngài hầu tước có đôi lần đến nhà tôi để thăm vợ chồng tôi, nhưng chúng tôi đâu dám nghĩ vậy mà coi thường bất cứ ai. Dạ xin mời ông Đổng Lý ngồi. Cảm ơn để đó tôi. Dạ thưa ông bà, tiểu thơ nhà đâu vắng, tôi muốn gặp nàng để nói mấy lời chúc tụng. Cảm ơn ông Đổng Lý, rất tiếc con gái tôi hôm nay nó phải đi nhà thờ. Đi nhà thờ? Dạ. Tôi vô cùng sung sướng, có một vị hôn thê thật là ngoan đạo. Ông nói gì? Ai là hôn thê của ông? Thưa xin lỗi, tôi muốn nói đến tiểu thơ Linh Lan, ai nữ của ông bà. Linh Lan sao lại là vị hôn thê của ông được? Bà. Dạ thưa ông bà, từ lâu tôi có ý định muốn cầu hôn tiểu thơ làm vợ, và mong được ông bà chấp thuận. Đột ngột quá, tôi không sao nghĩ kịp để trả lời. Vì thưa ông Đổng Lý, việc hôn nhân của con tôi cần hỏi lại con tôi. Dạ đúng, nhưng mà riêng ông bà nghĩ thế nào? Hạnh phúc một đời tập trọng đại trung thân, việc đó cần để con tôi suy nghĩ. Tôi làm sao nghĩ thế được cho con? Ông cứ trả lời đại cái cho xong đi. Bà này, tôi tin tiểu thơ là đứa con hiếu thuận, ông giúp một lời thì tiểu thơ sẽ thuận ưng. Ông Đổng Lý nói vậy nghe sao được, tôi ưng mà nó không thuận ý. Ông Đổng Lý không lẽ ông cưới tôi về? Cưới ông về làm gì? Thì ăn làm sao, nói làm sao cho trọn vẹn đôi bề. Cưới tôi ông Đổng Lý có ham gì? Bởi vậy, vì vậy tôi cần sự ưng thuận của con tôi. Ông, tôi thấy cần nói thẳng cho ông Đổng Lý khỏi đợi chờ, không ai khỏi thiệt mất thời giờ. Bà hãy câm miệng bà cho công việc tốt đẹp hơn. Ông cứ nói vòng vo hoài hả, tôi bực bội quá. Thôi tôi bảo bà im đi. Như vậy có nghĩa là sao? Cứ nói thẳng với ông ấy là vợ chồng mình từ chối có được không? Con gái tôi đâu có thể làm vợ của ông Đổng Lý. Bà sao? Được rồi, tôi chóng mắt mà xem bà gả con cho quan lớn. Tôi về. Đi đâu đi cho khuất mắt. Bà là một người đàn bà ngu ngốc, chỉ giỏi cái tài ông ống à, không biết suy tính thiệt hơn gì hết á. Ngu cái gì? Bộ ông muốn gả con Linh Lan cho cái thằng Đổng Lý, cái mặt như con ngỗng đực đó hả? Tôi không gả cho ai hết. Cả cái mộng gả con làm phu nhân của bà tôi cũng phá vỡ luôn. Bà không biết cái miệng của thằng Đổng Lý quắc hay sao? Nói ầm lên đến tài quan tể tướng thì bà đưa cái đầu của bà ra nghe. Bà đưa cái đầu của bà ra, bà hướng lấy sấm sét người ta. Ôi, người gì đâu mà lúc nào cũng khó chịu. À, có ai biết nhà của ông nhạc sĩ Minh Lê đâu không á? À đó, nhà của nhạc sĩ có cửa sơn xanh đó. Linh Lan, con ra coi ai kiếm nhà mình nữa con. Phải rồi. Tể tướng, mẹ ơi chết con rồi cha ơi. Cha đã nói mà, thế nào tai họa cũng giáng xuống cái gia đình này. Đó, bà giỏi hả? Giỏi cho bà lo đi. Còn tôi vào trong tôi lo viết nhạc. Linh Lan ơi, cha anh có đến đây không? Án tử hình của tôi đã ký rồi. Anh đi về đi. Không đâu Linh Lan, anh không thể bỏ em một mình giữa cơn giông tố này. Thôi. Nè Linh Lan, em hãy đứng nép giữa vòng tay anh, ngã đầu vào ngực anh. Em nghe gì chưa? Em hãy nghe tim anh đang đập nhịp tình yêu không biết mỏi. Em cảm ơn tình yêu của anh dành cho em. Mà tể tướng cha của anh đến đây làm gì bộ anh không biết hả? Em đừng sợ, anh phải đi tìm cha anh mới được. Ta đã đến đây rồi. Cha đến nơi yên ấm của kẻ hiền lương để làm gì? Nếu nơi này là chốn cư trú của kẻ hiền lương thì không sanh ra điều gian trá. Cô bé kia, cha mẹ cô đâu? Chúng tôi đây. À, kính chào quan tể tướng. Cha hai đưa Linh Lan vào trong. Khoan, để ta hỏi cái đã. Cô bé, cô quen con trai của tể tướng bao lâu rồi? Tôi chưa hề quen con của tể tướng, mà tôi chỉ biết có Duy Năng. Và Duy Năng hết lòng yêu mến Linh Lan. Câm miệng lại. Nó đã thề thốt gì với cô chưa? Dạ rồi, lời thề ước được thốt trong cảnh nghiêm trang trịnh trọng trước mặt chúa. Tôi chưa hỏi đến cậu. Còn cô kia, cô chưa trả lời câu tôi hỏi. Dạ, anh ấy đã thề là anh ấy yêu tôi. Còn cô? Dạ, tôi cũng đã thề là đời tôi chỉ biết có một mình anh ấy, và sẽ trọn giao cho anh ấy.
Vậy chứ mỗi lần nó đến với cô, nó trả tiền sòng phẳng chứ. Không, 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 không. Không. Không lẽ mỗi lần nó đến yêu cô, cô cho không mà không lấy tiền? Cha, tại sao cha nỡ nói một câu tàn nhẫn như thế được sao? Linh Lan là một cô gái nghèo khổ, nhưng là một cô gái đức hạnh. Cha phải kính trọng chứ. Con lại buộc cha phải kính trọng nó à? Ông Duy Năng, lời thề của chúng ta đã được giải thoát. Tôi không thể chịu nổi những cánh tủi nhục này. Đi đi. Không, Linh Lan. Đi đi. Thưa cha, con nợ cha ân sinh dưỡng, nhưng hôm nay con xin chịu lỗi với đất trời. Con không thể giữ câu hiếu đạo với một người cha tàn nhẫn ác độc. Thưa đức ông, đứa con là máu thịt của tôi, và cái tát sẽ trả bằng cái tát. Đó là luật công bằng. Tôi sẽ... Trời ơi ông, ông đừng có nóng mà khổ cả bây giờ. Bà, lão già xuống ngốc ngu si, với ta dám buông lời sắc sược. Đó cũng là tự vệ mà thôi, vì muốn báo trọng thân danh. Thưa cha, cùng tại cha đã dìm người ta ngộp căm hận danh dự, nên lời sỉ nhục của cha buông thành điều sỉ nhục của mình luôn. Trước gươm nhọn uy quyền mà nó dám hung hăng, mày là con mà mày muốn hạ cha mày để binh vực người dưng à? Tao sẽ làm cho lão sáng mắt ra để hiểu cương cường là ngu dại. Và con cũng hết sức nhục đau có người cha tể tướng cao sang. Cận thước. Dạ. Cho gọi nhân viên pháp đình đến đây ngay. Dạ. Cha mẹ ơi, cha mẹ ơi. Con ơi. Con đừng sợ. Chúng mày dám chạm đến danh dự ta, dám xúi dục con ta nó chống lại cha nó, ta sẽ tiêu diệt tất cả chúng mày. Ba hãy trông nom con gái. Tôi tìm đến hoàng thân để tố cáo sự này. Tôi đi đây. Tìm đến hoàng thân. Mày lú lẫn nên quên rằng, muốn tìm đến hoàng thân, mày phải bước qua ngưỡng cửa của tao trước đã. Linh Lan, trời sao thế này? Linh Lan, chúng mày hãy trói chúng nó mau. Kìa, sao chúng mày chơi như vậy hả? Đứa nào dám động tới nàng, tới cha mẹ nàng tao chém đứt đầu. Cha, con xin cha đừng dồn ép con vào chân tường danh dự. Nhân viên pháp đình, Đồ hèn, chúng mày muốn ở tù phải không? Muốn chết đói phải không? Bắt cha con bé đó cho ta. Lui ra, ta bảo lui ra. Lui. Tất cả hãy giang ra. Duy Năng, con muốn giết cha phải không? Được. Đây, hãy mạnh dạn đâm xuống người ta đi. Thử xem lưỡi gươm danh dự của con đâm vào người cha như thế nào. Đâm đi. Thuộc hạ hãy thi hành lệnh của ta. Cha, trời ơi, cha. Cha hãy nhìn xem, cha đã đem cả quy lực tối cao bao trùm công quốc để làm sỉ nhục một người con gái. Thà con đem lưỡi gươm quang nghiệt tình yêu xuyên thủng trái tim người vợ yêu kiều, còn hơn nàng bị sỉ nhục đủ điều. Cha ơi, lòng con đau suốt trăm chiều, vì yêu con nàng phải cam liều. Giết nàng rồi con cũng xin từ biệt cuộc đời. Con xin cha chuyên giả nhân từ. Linh Lan chết còn đúng ý của ta hơn. Nàng ở thế gian đã làm cho con ngu bội. Nàng chết rồi con sống nữa mà chi? Mày sống mà không theo ý muốn của cha, mày chết có khi làm cho ta không mang trọng tội. Hãy chết đi, đứa con bất hiếu bất từ.
tao kể như mày chết từ lúc còn trong nôi. Cận vệ, xong tới đi. Ta phải đành đem lòng ác quỷ ra mà cư xử. Còn ta, ta thề bằng danh dự và căm thù của một sĩ quan hào hùng công quốc đức. Được, tôi sẽ đem kể cho mọi người nghe chuyện của một người leo lên ghế tể tướng bằng cách nào. Duy Nam, trước khi theo nàng về cõi chết, hãy bắt đi. Duy Nam, bắt nàng đi. Duy Nam, mày nói chuyện đó ra thì chết thằng cha mày rồi. Mày đi về đó. Họ đã đem tai họa giáng xuống nhà này, ngôi nhà này sụp đổ nhưng chưa điêu tàn, thì sấm sét tai họa chưa chịu thôi đâu. Đi, ông đi đi. Cha mẹ ơi, con chết mất con. Linh Lan, Linh Lan. Thôi, giang ông ra, còn tôi để chúng tôi lo. Ông hãy đi đi. Đi đi. Con. Linh Lan, Linh Lan lại đây. Tổ quốc. Linh Lan, sao chẳng yêu ta mà lại yêu cái thằng chó má đó. Tổ quốc. Ôm lại cho. Dạ, dạ kính lại đại nhân. Thật là đồ chó má. Dạ đúng, tụi nó chó má quá mà. Dạ thưa đại nhân, điều mà chúng ta làm, nếu xét về lương tâm con người thì có hơi chó má thật. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu không làm thế thì không còn cách nào để đại nhân mưu định cuộc hôn nhân của thiếu ta với phu nhân hoàng thân điện hạ. Nói như ngươi thì ta đành thúc thủ chịu thua cái thằng con trai ngỗ nghịch và chịu thua hoàn cảnh này sao? Dạ dạ thưa đại nhân. Hoàng thân đang đi tìm một ông chồng hờ cho ái nương của mình. Ta quyết định Duy Năng, con trai của ta phải kết hôn với Mỹ Phương. Đúng lắm. Phải kết hôn với Mỹ Phương là đúng. Kế hoạch giữ địa vị của đại nhân thật là chu đáo và tuyệt diệu. Nhưng mà ông hiểu thiếu ta có bằng lòng thực hiện kế hoạch này không mới là quan trọng chứ. Đó là điều cay đắng cho ta chỉ kẹt một sợi tóc. Tiện nhân xin mạng phép góp lời. Sợi tóc kẹt này nếu ai khác gỡ thì rất dễ dàng. Nhưng đại nhân cảm thấy như khó gỡ ra là chỉ mặc cảm của người cha khi thấy một đứa con. Giám cải lệnh tôn nghiêm đã ban truyền, liền ý đại nhân đã định nên phải tuyệt đối tuân theo. Theo ý của kẻ hèn này, đại nhân nên nén giận, kẻo việc lớn khó thành. Coi chừng công tử chẳng chịu hy sinh cho mưu định của đại nhân đâu. Xưa nay ta muốn là phải được, và cho tới sáng mai đây không trì hoãn được nữa đâu. Tôi xin đại nhân bình tĩnh xét suy. Muốn thực hiện vẻ toàn mưu tể tướng tài ba thì quyền làm cha tu thượng phải cất đi mới được. Ta nghĩ con ta với bé Linh Lan chỉ là niềm vui phàm tục của đàn ông thèm chinh phục. Vậy ngươi mưu tính thế nào đây? Dạ mong đại nhân nhớ cho rằng thiếu tá là quý tử của ngài, mà cũng là đứa con yêu quý của công quốc, của hoàng thân chúa tể của đương triều. Ngươi cứ yên tâm. Dạ đại nhân nhớ cho cái kẻ có công đầu là tôi đây, gạt bỏ được cô dâu trước mắt của đại nhân. Ngươi muốn được thưởng xứng đáng chứ gì. Dạ tùy đại nhân. Được, ta sẽ thưởng cho ngươi cô bé trẻ xinh đẹp Linh Lan ấy làm vợ. Trời được ơi, không? Trời ơi. Nè. Dạ. Ta tin ngươi sốt sắng và tận tụy trong âm mưu này. Dạ. Vì ta biết là ngươi phải lòng cô bé ấy. Dạ phải lâu rồi. Mà con trai của ta nó làm cho ngươi vỡ mộng phải không? Dạ. Thôi được rồi, trong âm mưu này ta vui lòng cộng tác với anh. Trời ơi. Nói đi. Dạ 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 dân 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 dân. Dạ xin đại nhân thực hiện con bài thị vệ trưởng. Nghĩa là sao? Dạ nghĩa là đại nhân buộc nàng phải viết một bức thơ tình cho ngài thị trưởng. Rồi trong khi đó đại nhân phải làm như vậy. Sao?
phải ạ, được ạ, phải ạ. Đó, phải rồi. Nè, ngươi là thằng quỷ điểu. Dạ, yêu chứ không phải quỷ đâu. Nhưng mà nè, nè. Dạ. Lỡ con kia nó tiết lộ thì sao? Đại nhân chớ có lo, tôi buộc nàng nhân danh Chúa mà thề. Nó cứ thề nhưng mà nó không giữ thì sao? Dạ thưa đại nhân, những kẻ bần dân họ giữ uy tín lắm, đúng, mà họ giữ hơn người quý tộc nữa kìa. Tôi đoan chắc với đại nhân là nàng sẽ chẳng dông thề. Thôi được, hãy thu xếp ngay đi. Dạ, dạ chúc đại nhân thành công. Ta cũng chúc ngươi thành công. Thưa tại tướng, ngài vừa có lệnh đòi. Ơ kìa, Duy Năng con trai yêu quý nhất của ta, sao con lại nói với cha bằng cung cách đó? Thưa cha, hôm nay sao bỗng dưng cha lại ra điều từ ái với con quá vậy? Coi kìa, cha bao giờ lại không hết lòng từ ái với con. Ta tìm đủ cách, đủ mọi âm mưu tranh tức đoạt quyền để giành địa vị và sự nghiệp này cho ai đây? Thưa cha, con xin nghiêm trang từ chối quyền kế thừa cơ nghiệp của cha. Cái địa vị mà cha đang gầy dựng cho con hiện nay, biết bao mồ hôi nước mắt cũng khó mong gì bước tới. Thế mà cha đã lo trải thảm lót nhung cho con đường hoàng kiêu hãnh bước lên. Vậy mà con vẫn khăng khăng từ chối bằng thái độ căm thù và tức tối. Bao nhiêu lời hằn học nặng nề con đổ trúc nghiệt khinh cha. Thưa cha, quan niệm sống của con về hạnh phúc vinh quang làm cha chẳng toại lòng. Vì nếu tạo dựng bằng giữa trên quyền thế và bằng quỷ diệt căm thù, đâu thật là hạnh phúc vinh quang. Lý tưởng hạnh phúc của riêng con thề phải cứu mang trọn kinh trong trái tim rừng rực lửa hồng. Hồn kiếp, trải 30 năm giờ cha được con dạy điều con dạy, nhưng tiếc cái sọ già sương gió năm ngoái đã cứng lại như thép trôi nên không còn học được. Cha cho phép con hơn cha về tư cách anh hùng, nhưng con phải thua cha về cách giành sống hơn đời. Thưa cha, cha nói gì con chưa hiểu? Con không hiểu hay là con không muốn hiểu? Ngày hôm nay cha quyết định con phải lấy vợ. Ông thiếu tá, ông là vị hôn phu của Mỹ Phương hầu tước. Là vị hôn phu của Mỹ Phương? Đúng, Mỹ Phương. Trời ơi. Thưa ngài đồng lý. Cái gì đó? Dạ có cô bé Linh Lan muốn xin gặp mặt ngài. Bảo ta không tiếp. À mà cho mời cô ta vào. À mà khoan, để ta ra rước nàng. Chào ngài. Ờ kìa, tiểu thơ Linh Lan. Hầu tước Duy Năng mới vừa bước ra khỏi cổng. Tôi không tìm hầu tước. Vậy thì tiểu thơ tìm ai? Tôi tìm ông đồng lý. Tìm tôi à? Không ngờ hôm nay quốc này lại được cô nương tìm.
thăm hỏi. Tôi tìm ông không phải để thăm hỏi, mà là để hỏi thăm. Cô nương muốn hỏi thăm tôi điều gì? Tôi muốn hỏi thăm đường tới lâu đài của hoàng thân. Cô muốn tới hoàng thân để chi vậy? Sáng nay cha mẹ tôi đã đi tới đó, và cha mẹ nói với tôi là hơn một tiếng đồng hồ sau sẽ về. Mà bây giờ đã hơn 5 tiếng đồng hồ rồi, tôi chưa thấy cha mẹ tôi về. Tôi nóng lòng quá, tôi muốn đích thân tôi tìm ngài. Cô muốn biết tin cha mẹ cô thì ngay ở đây tôi cũng có thể cho cô biết được rồi. Như vậy cha mẹ tôi hiện giờ ở đâu? Ông ơi, ông làm ơn. Ơn nghĩa gì? Cô muốn biết thì tôi xin đành nói rõ. Hiện giờ cha cô đang trong ngục tối. Trời ơi, ông, tai họa, tai họa đã hiện nguyên hình rồi. Ông Quốc, có phải ngài tể tướng đã bắt giam cha tôi là... Là do lệnh của hoàng thân. Hoàng thân muốn trừng trị kẻ đã xúc phạm ngài qua người đại diện của ngài. Trời ơi, quả là miệng nhà quan có gan có thép mà. Còn ông ơi, người đó duy năng có sao không ông? Thưa cô Linh Lan kiều diễm và thân mến, công tử duy năng thì không có gì cả. Công tử được quyền chọn lựa hoặc là kết hôn với Mỹ Phương, hoặc là bị quyền đũa bị tước quyền thừa kế cơ nghiệp của ngài tể tướng. Còn mẹ tôi đâu? Còn mẹ tôi đâu? Mẹ của cô hiện giờ đang ở yên trong nhà ngục nữ phạm nhân. Hả? Hả? Ông ơi! Rồi sau đó chuyện gì lại xảy ra? Tôi không biết. Ông biết! Ông Quốc ơi, ông biết! Ông biết mà. Vì khi ông nói ra ba tiếng tôi không biết lạnh lùng và băng giá đó, tôi tưởng chừng tiếng thét của loài quỷ dữ khi tóm bắt hồn quan. Ông ơi, tôi van ông mà, tại sao ông cứ lặng thinh tàn nhẫn? Thật tình ông không thấy sao? Ông không thấy được nước mắt của tôi rơi. Tôi vì tôi đã yêu say mà gây lụy cho hai đấng sinh thành. Còn duy năng chàng bị rủa nguyền tội nhục, ông ơi xin ông thương mà phân càng cho tôi chịu trọn dung bao một lần. Đây là cách rất dễ dàng và nhẹ nhàng hơn hơi thở của người đang mang bệnh xuyến nữa kìa. Chỉ cần cô nương bằng lòng trả tự do cho thiếu tá Duy Năng. Trả tự do cho trái tim của Duy Năng? Ta cứ thử xem. Mời cô ngồi. Cô cứ ngồi. Giấy bút này viết đi. Tôi phải viết gì đây? Cô cứ viết theo lời tôi đọc. Xong thơ này tôi bảo đảm cha mẹ cô sẽ về nhà. Nghe nhé. Tình quân yêu dấu. Đã qua 3 ngày khắc khoải, 3 ngày không gặp được chàng, em tưởng chừng như 3 năm chờ đợi. Em biết là chàng cũng sẽ trách em vì nóng lòng chờ đợi, nhưng biết làm sao. Anh chàng thiếu tá si tình cứ đeo riết bên em, em phải giả vui giả thương mà bực tức hết sức. Bỉ ổi quá, khủng khiếp quá đi. Bức thư này tôi viết gửi cho ai đây? Cho tên đao phủ của cha cô. Không, sao lại bao ngược đến như thế này? Các ngươi muốn làm gì thì làm, ta không giết. Tùy cô,
tôi không ép buộc đâu. Nhưng mà, trời ơi, khoan đã. Đọc tiếp đi. Trước sức ác hại của mưu mô địa ngục, ta đành chịu bó tay. Duy Năng ơi, Duy Năng ơi, em không còn đủ sức suy nghĩ gì nữa. Anh chàng thiếu tá suy tình cứ đeo riết bên em, em phải giả vui giả thương mà bực tức hết sức. Cô viết xong tới đó chưa? Xong rồi. À, phải đeo mãi cái mặt nạ giả yêu thương làm em tức quốc muốn khóc. Ngày mai tới phiên hắn trực, sau khi hắn từ giả em xong, em sẽ đến nơi mà chúng ta thường hò hẹn để gặp chàng. Đôi ta sẽ cùng nói lên lời yêu thương cho thỏa lòng mong nhớ. À, xong rồi chứ. Ghi thêm Linh Lan yêu quý của anh, rồi ký tên là xong. Bây giờ cô ghi thêm địa chỉ ở ngoài bì thơ, ngài thị vệ trưởng Can. Cái tên này, cái tên này thật là xa lạ đối với ta, cũng như những dòng chữ bí ổi này hoàn toàn xa lạ với lòng ta. Vậy là xong. Chỉ còn một chi tiết nhỏ nữa thôi. Cô phải đi cùng với tôi, đặt tay lên thánh kinh nhân danh Chúa mà thề rằng bất kỳ ai tra gạn cô, cô phải nhận là do lòng cô tự nguyện viết ra. Tôi bảo đảm nội ngày nay gia đình cô sẽ sum họp. Nghẹt thở, hãy ngưng đi, hãy im đi. Ta thưa phu nhân kia, ông là ai? Thưa phu nhân, tôi là gia tướng hầu phòng cho hoàng thân điện hạ. Ông tới đây đi làm gì? Thưa phu nhân, tôi vâng lệnh của đức hoàng thân điện hạ, chuyển đến phu nhân lòng kính mến của ngài, và xin gửi những viên ngọc quý này đến mừng hôn lễ của phu nhân. Mừng hôn lễ của ta? Để có những viên ngọc quý giá này, hoàng thân của ông phải trả hết bao nhiêu? Thưa, hoàng thân không mất một xu. Sao? Một xu không mất? Người có điên không? Chuỗi ngọc vô giá này gửi từ Viên tới mà một xu không mất? À, ai ở Viên gửi tặng hoàng thân chăng? Thưa không, hoàng thân điện hạ đã mua. Mua mà một xu không mất? Vậy thì phải mất bao nhiêu vàng? Không mất tiền, cũng không mất vàng. 7,000 thanh niên của đất nước này đã đi sang châu Mỹ ngày hôm qua, họ trả hết. Kìa, sao lão khóc? 7,000 con người kết thành sâu chuỗi như chuỗi ngọc này, trong đó có mấy đứa con trai của tôi. Ta mong rằng không có ai bị cưỡng bức ra đi. Dân, họ phải nói là họ tự nguyện. Vậy mà khi bước chân đi, có mấy đứa trẻ non gan đã bước ra khỏi hàng, hỏi viên đại tá rằng hoàng thân đã bán những người trai trẻ của đất nước này bao nhiêu tiền. Thì câu hỏi đó đã làm cho hoàng thân xúc động. Sao? Hoàng thân ngươi xúc động mà? Dân, nghe xong, đức hoàng thân vô cùng phong nhã của ta đưa ánh mắt nhân từ hạ lệnh cho toán ngự lâm quân chĩa thẳng mũi súng thương người, giải thoát bọn trẻ non lòng đã không dám súng hiên ngang. Những tiếng súng nổ rền vang, rồi tiếng quân reo gào thét tưng bừng. Những người con của công quốc hào hùng hãy đi sang châu Mỹ. Vậy mà ta chưa bao giờ nghe thấy
chưa tan thương. Tiếc rằng phu nhân không có mặt để nghe thấy cuộc vui mà tôi không đủ lời để kể cho hết được. Lúc súng nổ máu rơi thấy người gục ngã, rồi giữa cơn trống dục cờ rung bụi bay lấp mặt. Có nhìn tận mắt những nụ cười ướt lệ đau thương với những bàn tay ve vẫy tiễn đưa, mới thấy những chàng trai nước đất lúc lên đường. Những bà mẹ theo con, những người vợ trẻ tiễn đưa như chồng, những đứa bé dại khờ, những bào thai trong bụng mẹ cũng tham dự đau lòng trong đám lễ đưa chân. Những trái tim đang giữa độ tình nhân cũng sao xuyên theo tiếng trống kèn rộn ra. Nhịp chân trẻ cô quay hùng theo tiếng nhạc, nhưng đầu cuối gục chẳng dám ngoảnh nhìn người đưa tiền. Trời ơi, họ bán những người dân lương thiện để có những số châu ngọc này à. Thôi, mang chuỗi ngọc ấy về đi, nó đốt lửa địa ngục trong lòng ta. Phi Phi, đem cho ta một ít tiền. Tội nghiệp cho ông, ông cứ bình tâm rồi họ sẽ trở về để nhìn lại đất nước thân yêu mà họ đã có lòng từ bi bỏ lại sau lưng biết bao máu lệ thấm tình. Dân họ trở về đây bằng những đêm ôm mộng khóc một mình, ra tới cổng thành chúng còn quay mặt lại kêu to lên rằng: vĩnh biệt mẹ cha và vợ con tôi, rồi mai đây đành chia biệt xa xôi, sống chết rủi mai vọng nhờ tay Chúa. Vạn tuế hoàng thân nhân từ cả kinh, đợi ngày phán xét cuối cùng chúng ta lại gặp nhau. Người kể chuyện làm ta xúc động. Thôi được, người về nói lại với hoàng thân, rồi ta sẽ dập cung đi cảm ơn ông. Tuân lệnh. Đây, ta đền công ơn ông đã cho ta biết sự thật quá đau lòng. Bà hãy cất đi, kính chào. Khủng khiếp, thật là khủng khiếp. Phi Phi ơi, vậy mà từ bấy lâu nay người ta ban cho ta cảm giác là ta đã làm khô cạn rất nhiều lệ đau thương. Ta cảm nghe như lạnh thật xương khi nghĩ tới kẻ cầm quyền đất y nước, đem hàng ngàn con người với tuổi thanh xuân cắn nhừa để đổi lấy một cuộc vui hay một âm mưu. Chuỗi ngọc quý vô cùng này em biết quý do đâu? Vì hiếm có và vì tấm máu và nước mắt con người trong đó. Bà hãy đổi một vật nào quý hơn nó nữa để ướp cho thơm thân thể một quý phu nhân trong ngọc trắng ngà. Mang cái hộp này tới viện quản trị hoàng cung, nói là ta truyền lệnh bảo họ bán đi, tiền bán được để dùng việc cứu tế cho các gia đình nạn nhân. Xin phu nhân nghĩ lại, làm như vậy là phu nhân phải chuốc lấy sự thất sủng cùng sự rẻ khinh. Thất sủng? Chẳng phải bây giờ ta đang nhận sự thất sủng rồi sao? Còn rẻ khinh thì thật tình ta có nhận được chút lòng kinh trọng nào đâu.
Kính chào phu nhân. Ủa, ngài đóng lý của tể tướng đi à? Dạ. Phi Phi, rót nước. Ngọn gió nào đã đưa người tới đây vào lúc này, lành hay dữ? Thưa phu nhân, tôi tới đây không phải do ngọn gió vô tình nào thổi tới, mà tôi mang đến cho phu nhân một luồng gió hạnh phúc, đoạt cánh tay cô gái nghèo hèn, dành trọn tình yêu của hậu tước Duy Năng. Mà thư này đây chính là phép nhiễm màu, sẽ chuyển phu nhân từ thua đến thắng trận. Còn ông sẽ hưởng được gì trong cuộc âm mưu này? Lẻn lõi tới trước Duy Năng một bước chẳng cần dài, chỉ vừa đúng lúc đúng thời là nắm chắc thành công. Giữa tôi với phu nhân cần tỏ lòng thành thật, phu nhân yêu Duy Năng, còn tôi yêu cô gái nọ, cần nắm tay nhau mà mưu cầu hạnh phúc. Chỉ Duy Năng và cô gái kia là chịu thiệt đau thương, kẻ được yêu sau sẽ được bù đắp thật nhiều, rồi hạnh phúc tới dần trong tình yêu tha thiết của phu nhân, cũng như cô gái kia kẻ hèn này thành kính tôn thờ. Nghĩa là bây giờ phải mưu đọ tình yêu. Không phải tranh đoạt tình yêu, mà là phỏng tay trên ơi. Đây phu nhân xem bức thơ này rồi tôi sẽ nói rõ. Phải biết âm mưu mới có tình yêu. Ở công quốc này đầy dễ những âm mưu. Phu nhân cũng biết hoàng thân rất yêu phu nhân, nhưng hạnh phúc của hoàng thân là địa vị và quy lực, nên hoàng thân mới âm mưu phụ bỏ phu nhân, nhờ tể tướng lo hôn sự cho phu nhân, để hoàng thân yên lòng cưới nữ công tước nước Anh đó. Thật vậy à? Còn tể tướng cũng coi địa vị là hạnh phúc, con mình là đất thang danh vọng, nên sắp xếp kết hợp Duy Năng với phu nhân. Nhưng nếu ta chẳng bằng lòng? Hả? Nếu chẳng bằng lòng thì thì có những âm mưu khác. Ông hãy cất tờ giấy ghê tởm đó đi, ông hãy cất bức thư bẩn thỉu ấy đi. Tôi yêu Duy Năng, nhưng tôi không muốn Duy Năng khinh tôi vì tranh đoạt tình yêu bằng một âm mưu hèn hạ. Ông hiểu chưa? Hiểu. Đi đi. Hiểu lắm. Vân vân. Kẻ hèn này xin lui gót. Kính chào phu nhân. Thưa phu nhân, có thiếu tá Duy Năng đến. Sao? Chàng đã tới đó sao? Phi Phi. Khoan, đừng trả lời gì hết. À, thôi được, mời người vào. Nè nè, Phi, Phi Phi, đừng bỏ ta một mình. À, thôi, em ra nói rằng ta mệt. Không còn kịp nữa phu nhân, vị thiếu tá đã đến rồi kìa. Kính chào phu nhân. Chào. Tôi đến đây theo lệnh của cha tôi, đến để cho phu nhân biết rằng chúng ta sẽ kết hôn với nhau. Đó là cái tin mà cha tôi sai tôi mang tới đây để làm quà. Còn cái tin, tin tự trái tim thiếu tá thì sao? Việc của trái tim thì các ông tể tướng và phường mối lái đâu cần biết đến. Riêng thiếu tá, thiếu tá không có điều gì để nói ra sao? Có, thưa phu nhân, tôi là một người rất trọng danh dự. Ngài rất xứng đáng. Một người quý tộc, cao quý hơn tất cả quý tộc trong công quốc này. Và là một sĩ quan. Tôi phải coi những lời nói đầu mang ý nghĩa nào đấy? Phu nhân có thể xem đây là một sự phản kháng của danh dự. Trong trường hợp phu nhân định cưỡng bức tôi kết hôn với phu nhân. Nghĩa là như thế nào thưa thiếu tá? Xin lỗi, tôi không thể tin được phu nhân là một người nước Anh, một người đàn bà nhan sắc và trí tuệ, lại có thể cam tâm bán mình cho một lão hoàng thân chỉ biết thỏa thích với những trò xác thịt. Cùng lúc đó, phu nhân lại muốn mang hiến trái tim mình cho một người đàn ông khác. Không, bà không thể nào là một người nước Anh được. Đây là những lời nói trước kia hay sau này? Tôi không bao giờ nói với ai ngoài ông. Ở đây tôi có đầy đủ kiêu hãnh để nói với ông rằng tôi thuộc dòng máu hoàng tộc Anh quốc. Cha tôi, một nhất phẩm đại thần, bị vu oan vào tội phản quốc vì thông đồng với nước Pháp, bị kết án xử tử. Gia đình chúng tôi phải tội đài biệt xứ. Mẹ tôi
tôi chết trong ngày xử tử cha tôi. Còn tôi mới 14 tuổi đầu, phải chạy sang nước Đức này với bà Vũ Mâu. Tài sản vốn vẹn chỉ có một hộp nữ trắng già và cây thanh gia này, mà mẹ tôi đã đặt vào tay tôi trước hơi thở sao cùng đời trơ trọi nơi xứ lạ quê người, rồi bà Nhũ Mẫu cũng lìa đời bỏ mình tôi côi cuốc bơ vơ. Sao năm trường nuốt cay đắng xót xa, sông là chiếu đài đọa đau thương giữa cơn tuyệt vọng vô dừng, hoàng thân lại hiện ra. Ngài đưa tay cứu vớt phu nhân và gối rửa vết chân bùn đưa lên địa vị bây giờ như một nhất phẩm phu nhân. Lời thẳng ngay Duy Năng, tại sao giữa sông người quý tộc tôi lại chọn anh, khi đôi mắt anh nhìn tôi cứ lạnh như băng, còn tình yêu tôi lại nóng bừng như núi lửa. Em muốn được hưởng những nụ môi say đắm và nằm gọn trong vòng tay anh trong những cơn mê loạn điên cuồng. Tuyệt diệu biết bao tình yêu của vợ hiến dân chồng, ta ước được chết hôn mê trong diễn tường, được chàng hành hạ tốt cùng đau đớn của tình yêu. Duy Năng ơi, như món hàng trao tay tôi chua xót biết bao nhiêu, nhưng chỉ vì yêu tôi chấp nhận muôn đời sĩ hồ. Xin gửi gắm mái trọn dòng tâm sự, vì không nén được yêu thương nên tôi nhục ngập lòng. Phu nhân, khi bước chân sang đây lòng tôi bừng sôi hân hoan, lên án khinh phu nhân mà giờ đây lòng sao đây hỡi mỹ phương lạc loài. Duy Năng ơi, em vẫn chờ đợi anh yêu, còn hơn trơ trắng đôi người mà do tôi bị phụ phàng. Kìa, bức thơ gì đây? Hả? Nét chữ của Linh Lan? Ông nhớ cả nét chữ của nàng à? Nàng gửi thơ cho phu nhân à? Không, ông đọc đi.
thơ gửi ông thị vệ trưởng. Trời ơi, trời ơi, có thể như thế này sao? Có thể như thế này sao? Dì Năng anh chạy đi đâu vậy? Thơ nè. Mặc kệ, càng tốt. Thưa phu nhân, nàng đã đến. Có gặp Duy Năng không? Thưa không. Tốt lắm, em cho nàng vào được rồi. Vâng. Thưa phu nhân, dân lệnh phu nhân tôi xin ra mắt. Cô đấy à, tiểu thơ gì nhỉ? Thưa phu nhân, tôi không hề lạm xưng tiểu thơ. Tôi là con gái duy nhất của nhạc sĩ Minh Lê. Con của Minh Lê, một nhạc sĩ nghèo. Lại gần ta chút nữa. Hình như em sợ ta phải không? Thưa phu nhân, phu nhân muốn bảo tôi sợ. Sợ cái gì? Sợ cái khung cảnh trong cái lâu đài này hay là sợ phu nhân? Thấy chưa, giọng nói có vẻ thách thức và kiêu ngạo. Cái vững vàng này chắc là của Duy Năng truyền cho đây. Có người tiến dẫn người tới ta. Cô tên gì? Là Linh Lan à? Dạ. Bao nhiêu tuổi? 18. 18 tuổi. Còn trẻ quá. Phi Phi của ta sẽ đi lấy chồng. Ta muốn ban cho em một ân huệ là em thay thế chỗ của nó. À, ân huệ của phu nhân là cho tôi được thay vào chỗ chị Phi Phi để hầu hạ phu nhân phải không? Xin phép phu nhân tôi về. Có nghĩa là nàng không nhận thay thế Phi Phi à? Dạ. Các cô gái trong tầng lớp của cô thói thường là rất vui mừng khi tìm được một chủ nhân như ta. Để tớ nương còn cô lại từ chối, ân huệ ta chọn cho cô trước hết. Vì sao cô từ khước đời sống cao sang để sớm lìa thân phận nghèo hèn và lìa bỏ cả sự trong sáng thanh cao của giai cấp bình dân tôi à? Kìa, sao cô lại cho rằng ở đây không trong sạch? Ta hoàn toàn bảo đảm cho Linh Lan. Xin phu nhân cho phép tôi được nghi ngờ, không ai giữ mình hơn mình được đâu. Nhất là trong cung điện giữa cuộc sống sơn vàng, ngập chìm trong quyến rũ truy hoang. Ta biết ta có rất nhiều thứ hơn nàng, nhưng nàng có được lòng yêu của chàng, ta không thể sống hạnh phúc bên chàng. Nhưng ta nhất định phải thắng, chiến thắng cho thỏa lòng ích kỷ của ta. Để được gì thưa phu nhân? Được thỏa mãn tự ái và danh dự. Phu nhân, những lời gào thét đó chính phu nhân đang tự sỉ mã mình. Phu nhân không thực hiện nổi những điều đe dọa mà phu nhân đã tuôn xối lên đầu của tôi đâu. Nhưng nhìn trong ánh mắt rực lửa cuồng nộ của phu nhân, tôi đọc được một cái gì đã khiến cho tôi xúc động và bắt đầu để lòng yêu quý phu nhân. Linh Lan, một tâm hồn cao cả, xin hãy tha tội cho kẻ điên rồ này. Em nói đúng, trong tình yêu ta hèn hạ và đau khổ hơn em. Vì vậy ta xin em hãy dùng tấm lòng cao thượng mà buông tha chàng. Sao bà đổi thái độ vội vàng, bà cười cất sự đau buồn và niềm tuyệt vọng của tôi chăng? Không, niềm kiêu hãnh của Linh Lan cùng thái độ bền vững hiên ngang, em như vách đá tượng nghi đồng, ta đành gục mặt chịu thua. Phu nhân ơi, phu nhân đau xót, xin hãy nhận lấy chàng. Tôi mới là kẻ thất trận xin hàng, nhờ lòng nhân hậu của phu nhân. Em nói gì? Ta chưa hiểu được. Nếu trải qua cơn mộng bàng hoàng, phu nhân ơi, quan tể tướng bắt cha mẹ tôi giam vào ngục tôi, chỉ
với một tội là có đứa con gái lì lòm to gan dám đẩy thuyền yêu đi ngược hướng sai dòng. Và còn lắm kẻ đang lo cho cuộc hôn nhân của bà được tươi thắm tơ hồng. Với tất cả niềm yêu đầu đời con gái, tôi vắt cạn mau tim mình để trao gửi yêu thương. Nếu để mặc tôi vùng vẫy với tang thương, dù sống chết rủi mai mặc thiên đường hay địa ngục, tôi thề chiến đấu đến cùng dù muôn ngàn áp lực. Những cha mẹ bị tội tù nên tôi đành bỏ cuộc xuôi tay. Không được, ta chưa cho phép tỷ tướng làm như vậy. Phi Phi, em tới gặp ngay tỷ tướng, bảo thả ngay vợ chồng nhạc sĩ Minh Lê. Đừng để ta nhờ tới hoàng thân, xong rồi em về báo cho ta hay liền nghe chưa? Dạ. Linh Lan, em khi ta mới làm gì đó chăng? Hãy khuất mắt ta đi hỡi người đàn bà nắng lòng mến thương và đau khổ. Hãy tan đi những hình ảnh êm đềm rực rỡ của tình yêu. Ta phải làm gì? Chia rẽ đôi trái tim yêu hay quất nghẹn đau thương cho tim mình? Bắt cha tôi, người ta đã buộc tôi phải vong phụ chàng rồi. Phu nhân hãy đón nhận chàng đi, hãy ngã vào cánh tay của chàng đi. Nhưng phu nhân đừng quên cái bóng ma của người con gái đã tự kết liễu đời mình sẽ hiện ra trong đêm hoa chúc. Nhìn biết, nhìn biết. Giữa ta và người con gái đó, ai thua, ai thắng? Thưa phu nhân, tể tướng hứa sẽ tuân lệnh phu nhân. Cảm ơn em, ta muốn được yên. Xin vâng. Ta phải hành động ngay lập tức. Thưa đức ông, tờ giao kèo mà ngài là kẻ đầu tiên hủy bỏ một cách tùy tiện không còn giá trị ràng buộc tôi nữa. Sự phẫn phờ giả trá kéo dài đã 3 năm, và nay tấm khăn bịt mắt tôi đã rơi xuống rồi. Bao nhiêu ân huệ ban tặng cho thân này đều đẫm nước mắt của thần dân nước ngài, khiến cho tôi phải rùng mình kinh tởm. Xin ngài hãy dành tình yêu cho thần dân và đất nước đau thương khốn khổ của ngài. 1 giờ nữa tôi sẽ trở về Anh Quốc. Xin chào. Hãy ra lệnh cho người lo xe ngựa sẵn sàng để đưa ta về quê mẹ. Mau lên. Tuân lệnh. Ủa, gì kỳ vậy? Con đâu rồi cha? Con,
được họ tha khỏi ngục, cha mẹ lật đật về nhà không thấy con, cho dội chạy đi tìm khắp phố phường. Còn mẹ con thì quá đau khổ ghé vào nhà thờ cầu nguyện. Cha thì trở về đây. Linh Lan con, ở nhà sự gì đã xảy ra? Sao con một mình ngồi lặng lẽ đêm sầu trong đêm tối? Con viết thơ cho Duy Năng phải không con? Dạ, con viết bức thư cuối cùng cho anh ấy. Hả? Cuối cùng? Bức thơ cuối cùng à? Con rủ Duy Năng đi đâu vậy? Cha đã đọc hết thơ của con rồi sao? Rồi. Con nói cho cha biết con đi đâu, nơi đó là nơi nào vậy? Cha, nơi đó là năm mồ của con. Trời, Linh Lan, con. Cha ơi, cha. Cha ơi, nếu như tiếng nấm mồ làm cho cha khiếp sợ thì cha hãy tưởng tượng đi. Sao? Đó là đêm tân hôn, vườn hoa trải gấm hồng, hàng tinh tú kết đèn hoa, đồng vắng trời khuya, sương phủ vắng vắng mờ buông màn, chia đôi đôi bờ. Linh Lan ơi, con thanh khiết tình anh như đóa phong lan, còn ấp ôm nhụy thắm. Sao đã vội tình tiên bơm lời ông, để lòng say đắm vết tơ tình. Bỏ mẹ bỏ cha, con đi theo tiếng gọi của tim mình. Nơi đó có trăng thề biển hẹn, nhưng con một mình biết người ta có vẹn thủy chung. Con quan phí tuổi thanh trinh trên nẻo đường xa, thiên lý chập trùng. Ôi một chữ tình gian dở đau thương, để mẹ cha đếm sầu trong tuổi già mòn môi. Cha, lạy cha, lạy cha tha tội, cha ơi con khổ lắm. Linh Lan, đời con đâu còn biết nương tựa vào ai. Linh Lan. Dạ. Mày đúng là đứa con bất hiếu. Cha, ta phụ công ơn dưỡng dục sanh thành. Mày nói một câu làm cho tao đây tôi hận vàng. Ai mớm cơm đút sữa cho con nên dốc nên người? Ai đã dìu dắt ấm bồng khi con còn chắc chân bước đi? Con ơi lòng mẹ cha từ chỗ đáng cửa lưng, tổ ấm gia đình ấp ủ thiết tha tình con trẻ. Nhưng thôi cha không trách gì con nữa, dầu ở cõi đời này hay cõi chết ở mai sau. Ôi con gái của cha. Trời ơi. Gì vậy? Đến nữa rồi. Ai đâu? Chính là Duy Năng. Thiếu tá còn đến đây gì nữa? Có gì Linh Lan và ông tỏ vẻ khiếp sợ tôi đến thế? Có lẽ lương tâm thức dậy nên cả hai đều run rẩy khi chạm mắt tôi. Hôm nay thiếu tá đến đây có việc gì mà lại thốt ra những câu lạ lùng và khó hiểu quá? Có gì là khó hiểu? Tôi tới đây là để mang lại cho Linh Lan một tin mừng. Tin mừng gì? Trong mắt của thiếu tá tôi có cảm giác là ông mang đến cho gia đình này một tai họa gì ghê gớm lắm. Thôi ông về đi để cho cha con tôi được yên mà. Linh Lan, sao em đứng chơi như bức tượng? Sao không chia nỗi vui lớn với anh? Hy vọng của chúng ta đã đạt thành. Phu nhân Mỹ Phương, trở lực đáng sợ nhất của chúng ta vừa đi khỏi nước này. Cha tôi đã ưng chịu người mà tôi đã lựa chọn. Ngôi sao hạnh phúc của chúng ta đã mọc lên rồi. Tôi đến đây là để được cùng em trọn lời đính ước. Con có nghe chăng? Hắn đang đùa cợt mỉa mai trên nỗi đau khổ của con đó. Anh Duy Năng,
Tôi yêu cầu anh, tôi yêu cầu anh hãy về đi. Ông già thì bảo tôi mỉa mai, còn cô gái thì lại đuổi xô tôi về. Cả hai người đều tỏ thái độ không tốt với tôi. Ông tưởng rằng tôi giễu cợt à? Không, lời nói của tôi như tình của con ông rất thành thật. Tôi kinh nể giữ gìn một cách thiêng liêng. Tiếc thề ước của đôi tim sao ông còn ngờ vực. Ông muốn tôi làm sao cho ông thật lòng tin. Còn Linh Lan sao đôi má không ửng hồng khi đời đẹp ước mơ. Hạnh phúc đến thật rồi sao mặt tái nhợt xanh xao. À đúng rồi, ở nơi đây người ta khinh thường lời chân thật. Vì trong nhà này chỉ chứa toàn giả trá điêu hoa. Hầu tước nên nhẹ lời. Nếu ông cho rằng tôi đến đây để nói những lời giả dối thì ông hãy đọc bức thơ đi, rồi hỏi con gái của ông thì sẽ rõ. Trời, Linh Lan, tại sao con lại có bức thơ gửi cho thị trưởng cận vệ? Con có điên chăng? Hả? Tại sao con lại viết thơ này cho một người không quen biết? Tại sao? Nét chữ đó rõ ràng là của Linh Lan. Gửi thị trưởng người em yêu quý. Linh Lan, cha không hiểu nổi con mà. Cô hãy thề đi, nhân danh Chúa uy nghiêm, cô hãy thề đi, có phải cô viết bức thơ này không? Phải. Phải. Chính tôi. Chính tôi viết. Không, Linh Lan, em nói dối, em nói dối. Tại anh quá thô bạo đã làm em sợ nên em nói dối. Phải không em? Ai? Ai ép buộc em? Hãy nói đi, hãy nói đi. Tôi nói. Khoan, khoan, em nói gì thì nói, nhưng xin đừng nói câu chính tay em giết gì. Linh Lan ơi, câu nói đó sẽ làm cho cuộc đời anh sẽ trải ra vô tận như biển cát mênh mông. Mờ mịt như chân trời, hồn lạc lòng chơi vơi, hay ngụp lặng giữa biển khơi, cho tim buồn mau hận tuôn rơi, tiếng phụ bỏ nhau làm héo nụ qua đời. Hãy nói đi em, em nói rằng người ta ép buộc. Cho men yêu thắm đượm cho tình ta, chấp cánh lên trời. Tôi xin thề trước Chúa để nói rằng không ai ép buộc chi tôi, mà chính là lòng tôi đã reo vui ý thiết tha khi viết bức thơ tình. Trời, trời ơi, hỡi Linh Lan, thần tượng yêu đương vừa sụp đổ, hình dáng thân thương phản bội, nàng sẽ tin cho vợ mau chung tình. Ai ai tặc hào quang lấp nẻo thiên đàng, xô đẩy đời tôi vào địa ngục, lại kêu hạnh phúc phàn chẳng chút xót thương. Ông Duy Năng, ông cần tôi thu nhận thì tôi đã thu nhận rồi. Bây giờ ông ấy nên đi khỏi nơi đây. Hãy đi khỏi nơi đây đi, cái nơi đã gây cho ông nhiều đau thương chua. Được. Được rồi, tôi sẽ đi. Nhưng trước khi đi,
tôi có một yêu cầu. Đầu tôi đang nóng bức quá, tôi thèm một ly nước chanh do tự tay Linh Lan pha cho có được không? Linh Lan à, con pha cho thiếu tá một ly nước chanh đi con. Dạ. À, bác còn có người con nào nữa không? Thưa thiếu tá, tôi chỉ có một mình con Linh Lan thôi. Linh Lan là con một của bác à? Đúng. Còn tôi cũng là con một duy nhất của cha tôi. Việc ta đập nát đầu con rắn độc có tội lỗi chi chăng? Thiếu tá nói gì vậy hả? Đầu tôi nóng quá. Dạ, xin mời thiếu tá, nếu ông thấy chưa đủ ngọt thì ông nói cho tôi biết để tôi thêm đường. Đường mật có còn đâu nữa mà thêm. Tối rồi mà sao mẹ tôi chưa về? Linh Lan, con ở nhà nói chuyện với Hầu Tước nha, để cha đi tìm mẹ con. Cha ơi, cái việc đó để con đi tìm cho, để con tìm mẹ. Thôi trời tối lắm, để cha đi cho, cha sẽ về ngay. Linh Lan, hãy soi đèn cho bác đi Linh Lan. À, bác, nhờ bác báo tin cho cha tôi biết là tôi đang ở đây và rất cần gặp được cha tôi. Bỏ thuốc độc vào ly nước. Linh Lan ơi, nàng không thể nào thoát được đâu. Thần trừng phạt đã ghi tên nàng vào bản án. Thiên thần hộ mạng của Linh Lan đã lìa bỏ nàng rồi. Dạ, cha tôi đã đi xa rồi. À, ông... Tốt. Duy Năng ơi, ông đừng nhìn tôi như vậy, tôi sợ lắm. Ông có muốn nghe đàn không? Hay lắm. Tôi sẽ đàn cho ông nghe một khúc ca nghe. Dân, tôi sẽ về. Để tôi uống nước thêm đã. Tôi uống ly nước chanh cuối cùng này. Cốc nước cô pha lạc lẽo như linh hồn của cô vậy. Uống với tôi không? Uống thử coi, cô uống thử coi. Trời ơi, sao? Ta bảo uống. Cô từ chối uống với ta như ngày xưa. Không đâu, em uống đi. Em uống đi. Không, em cùng đừng. Uống với anh đi. Đừng. Uống đi. Ly nước chanh này em pha ngọt lắm mà, sao anh còn chê lạc? Kìa, Duy Năng, anh làm sao vậy? Anh ơi, anh uống đi. Tìm uống ta, ly nước này. Tìm ta thật là. Anh uống đi. Uống ly nước này anh sẽ thấy mát trở lại. Sao cô mà cũng còn biết ai ngại cho ta nữa sao? Trời ơi, Duy Năng, không phải đâu. Anh đau khổ lắm phải không? Anh ơi, cuộc tình của hai ta đã đổ bao nhiêu lệ, không tròn câu thủy chung.
bạc đen. Đừng nói ân tình để nơi đãi nguyệt một linh hồn nằm yên giấc thiên thu. Anh sử dụng em, anh sử dụng em, anh sử dụng em quá nhiều. Em, trời ơi, làm sao em làm sao để nói cho anh nghe? Trời ơi, Linh Lan, Linh Lan ơi, anh xin lỗi em. Linh Lan ơi, em hãy tựa vào anh như buổi đầu tiên mới biết yêu thương là lẽ sống. Ôi những lời nói ngọt thơm, những nụ hôn nóng bỏng. Linh Lan, chúng ta đã đưa nhau vào trong cõi mộng thiên thần. Giọt mật tình yêu đã thấm ngọt linh hồn. Cả vũ trụ như gom vào đôi mắt biết. Xuôi tóc thề là ngôi mộng đỏ sắc son. Ôi hạnh phúc tuyệt vời sao im ấm chưa chan. Quanh ta chim hót hoa cười, nhạc gió reo vui trong những ngày xuân nắng ấm. Linh Lan, hãy nhắm mắt đi anh. Anh muốn em nhắm mắt để anh hôn lên đôi mắt của em như ngày đầu mình gặp gỡ. Không nữa đi, anh ấy không đi sẽ dưới bực nỗi đau thương. Và đừng giận hờn em nữa. Hứa với em đi. Linh Lan, hứa với em đi. Đây không phải là giọt nước mắt đau thương, mà những giọt cô đơn lạnh ngắt như đồng. Hay là những giọt lệ tiễn đưa nhau lần vĩnh biệt sau cùng. Linh Lan em ơi, trong những giờ phút cuối, anh muốn nghe lời em hối hận. Nói đi em, hãy nói đi. Đừng buộc tôi mở miệng hỏi Duy Năng. Tình mạng phu phàng buộc tôi câm lặng. Sao trả lọc lừa mình tôi cam nặng gánh. Giờ phán xét sau cùng sẽ thấu rõ tình tôi. Linh Lan em. Trời ơi, sao thế này? Trời ơi, sao tôi thấy khó chịu quá. Nhanh chóng đến thế sao? Đàn bà thật bí ẩn, họ chẳng nao núng trước tội lỗi, mà chỉ một hạt nhân ngôn độc quật ngã rồi. Nhân ngôn thuốc độc à? Đúng, thuốc độc. Thuốc độc. Linh Lan em ơi, cuối nẻo đường yêu sắp đi vào vĩnh biệt, mà anh cứ tưởng rằng tình yêu vẫn tha thiết tinh khôi. Nói đi em, phải chăng quyền lực của con người đã ép buộc em nói những lời nghịch ý? Ta cùng sắp chết thì sợ chi nữa mà đi bì. Nói thật đi nhẹ nhàng cùng chết bên nhau. Anh nói gì? Mình sẽ được chết bên nhau à? Ôi hạnh phúc, hạnh phúc lắm em xin nói. Tước trọng quyền cao âm mưu sâu độc đã chia cách đôi mình. Âu quốc quang khiên. Ôi đã đi lần vào cõi chết mà vẫn còn mang theo sự gian dối hay sao? Kìa, cô Linh Lan, sao cô đến nông nỗi này? Linh Lan, tôi cho cô ấy uống thuốc độc hả?
sắp chết đến nơi. Trời, thiêu ta đầu độc Linh Lan. Đúng, nó giết đời ta, ta phải giết nó. Trời ơi, kết quả một âm mưu tàn khốc đến thế này sao? Không được, ta phải bao cho tể tướng biết tin. Đứng lại. Mày nói âm mưu gì? Âm mưu gì? Nói mau. Tôi có biết gì đâu. Nếu mày không nói, ta sẽ giết mày. Để mau. Để tôi nói. Để tôi nói. Hầu tước ơi, tôi đã vì yêu si cuồng mù quáng nên trót dại lâu đầu vào tội lỗi A Tòng với kẻ ác trong một âm mưu giam cha mẹ Linh Lan vào chung ngục tù rồi ép buộc nàng viết một bức thơ. Sao? Bức thơ này có phải không? Dạ. Một âm mưu tiếp nối âm mưu làm nấc thang danh vọng lên tuyệt đỉnh uy quyền. Họ thản nhiên bước rộng trên bao nỗi khổ đau. Ai trách mặt ai họ hả hay cười, nhưng rốt cuộc rồi họ cũng bại mà thôi. Họ là ai? Là tể tướng cha của ngài đó. Trời, Linh Lan, Linh Lan, tại sao em không chịu nói? Chị muốn cứu cha mẹ em ra khỏi lao tù. Em đành phải giết thơ Đoan Tuyết tình anh. Lan ơi, đừng bỏ anh, đừng bỏ anh. Thôi, Lan con. Ai? Ai giết con tôi? Trời ơi, Duy Năng con. Ai giết con tôi? Ai? Già giết Duy Năng. À mà không, tình tệ tướng sát nhân Bạc Minh Lệ, chính tên sát nhân gian ác này đã giết con ông và giết cả con của hắn. Duy Năng con, trời ơi, Duy Năng con tôi. Duy Năng quất hả? Quất tại mày. Không quất, không quất. Không, tôi yêu Linh Lan, tôi đâu có muốn giết nàng. Chính ông, quyền lực ông giết họ. Nhân danh pháp đình, chúng tôi xin bắt hai ông về tội sát nhân. Trời, Linh Lan em. Duy Năng, em dính biệt. Linh Lan, chúng ta vẫn trọn tình nhau. Khóc nghe nàng
bỏ những lúc bóng đêm về cuối thôn buồn em chờ. Sau khi có anh đã về và từ đây nối duyên tình ta đắm say. Không, 14 năm qua tôi hoài phí tuổi xuân ôm tấm tình chung mong đợi, nhưng thời gian đã hoàn toàn biến đổi bôi xóa lương năng của người tôi yêu nhất trên đầu. Tôi ngày gặp lại nhau của ngờ đâu tan nát rã rời, anh đã đem lại cho tôi sự đau buồn cổ hận cả một trời băng giá cô đơn. Và từ đây tôi sống bơ vơ như kẻ lạc loài không chỗ tựa, phải chăng sự có mặt của anh nó tượng trưng cho một trời tan tóc mơ. Bình tâm nghe anh nói, phải đâu anh cố tâm tàn nhẫn để gây khổ hạnh cho nàng. Em nức nở khóc than khiến cho anh càng thêm mấy hổ thẹn muôn ngàn. Xuất xa lắm em ơi, thân anh như kẻ đang trôi giữa xa ly xa thẳm muôn trùng, sóng to gió cả hải hùng. Nàng ơi, nói ra thêm những nghi nghẹn lời, đời anh nay đã nghi chết rồi tình thương. Càng thấm thiết ý lại càng thêm sâu, trời xanh thế vẫn biết yêu là khổ, mà xa nhau còn khổ gấp trăm lần.
đừng khóc nữa. Từ phút này anh dành tất cả cho em. Bên nước xưa trăng sáng đã lên khoang thuyền cổ đưa nhau tìm dĩ vàng. Em hãy giúp anh quên những ngày luôn lạc vòng tay ôm chặt mong trùng quan. Hãy chúc lên nhau tất cả niềm thương ý nhớ cho trời rung cho nước dở ngập khoang thuyền. 14 năm mong đợi một đêm dời nhớ thương. Người mà không biết yêu đương ngàn năm khắc khoải dễ muôn đường khổ đau.